Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ là tiếp tục là làm cái bàn pizza mini đồ chơi. Thì ở cái video này thì mình sẽ là làm cái bàn pizza phân nha các bạn. Còn cái tấm gạch men này thì mình sẽ là làm cái mặt bàn. Thôi mình sẽ là tiến hành làm đây. Các bạn cùng theo dõi nha. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ là lấy cái thùng cắt tông, mình đo và cắt la để làm cái thành pizza. Các bạn cắt khoảng là 16 cái thanh như thế này nha. Tiếp theo thì mình sẽ là đo và cắt la để làm cái thành pizza nha. Đo và cắt ra làm 4 thanh ngắn và 4 thanh dài nha các bạn. Tiếp theo thì mình đo và cắt thêm 4 thanh ngắn và 4 thanh dài nữa. Nhưng ở lần này thì mình sẽ là lấy kích thước bằng với cái kích thước của cái tấm gạch này nha. Bạn cũng là cắt 8 thanh như thế này nha các bạn. Sau đó chúng ta tiến hành lắp nó lại. Tiếp theo thì mình sẽ là cắt thêm 4 thanh như thế này nữa, có kích thước là lớn hơn cái thành khoảng là 1 cm.
Tiếp theo thì mình sẽ là làm 4 cái chân cho cái bàn bia. Kế tiếp thì mình sẽ là tải giải cho cái mặt bàn bia. Tiếp theo thì mình sẽ là cắt những cái thanh giấy nhỏ như thế này để chúng ta làm cái băng của cái bàn bia mini. Đó, các bạn để theo cái chiều này nha. Cái độ đàn hồi nó mới cao. Còn mà các bạn để theo cái chiều này là cái độ đàn hồi nó hầu như là không có. Ở đây mình sẽ là bọc thêm vải vào cho những cái băng này nha các bạn. Những cái băng còn lại thì các bạn cũng làm tương tự như thế này nha. Vì sau khi chúng ta làm những cái băng xong thì tiếp theo chúng ta sẽ cắt giấy, sau đó để dán vào những cái thành. Đó, các bạn làm như mình vậy nè, các bạn dán sao cho nó bằng những cái băng thôi. Thank you.
cái phần còn lại thì các bạn cũng làm như thế này nha. Đây là cây cơ mình đã làm hồi mấy hôm trước rồi, thì hôm nay mình sẽ sử dụng lại. Cái đầu cơ này thì cũng làm rất đơn giản các bạn. Các bạn cắt khúc keo nến và quấn thêm băng dính nữa là được rồi. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn là cách làm cái bàn pizza mini đồ chơi. Thì nếu các bạn mà thấy cái chia sẻ của mình, cái cách làm của cái bàn pizza này hay, thì các bạn hãy cho mình một like ủng hộ nha. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới tiếp theo của mình. Xin cảm ơn các bạn.